Nếu như tài chính dưới 400 triệu thì khách hàng vẫn có thể sở hữu cho mình một chiếc bán tải hai cầu máy dầu số tự động đẹp nhé. Trước mắt khách hàng nhà mình đây là một chiếc bán tải Nissan Navara được sản xuất năm 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015 và mang biển thủ đô Hà Nội, nước sơn thì màu xanh đẹp. Nếu như bác nào mà đang cầm trên tay một chiếc màn hình nhỏ xem được video này của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để cùng em Lê Hương làm việc về chiếc bán tải Nissan Navara này nhé. Dưới 400 triệu mà có bán tải đi đây ạ, hai cầu số tự động và là máy dầu này. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem này, từng linh kiện động cơ, máy móc, nội thất bên trong của chiếc bán tải này. Quay đầu tiên là cụm đèn pha phía trước thiết kế to bản này, có đèn phá xương này, đèn là đèn halogen siêu to và siêu sắc nét này, đèn gầm là đèn bi salon, mặt lưới tải nhiệt ốp mạ chrome xung quanh cho em như thế kia, rất là sắc nét luôn. Được sản xuất vào năm 2014 và đăng ký lăn bánh là 2015. Động cơ trang bị của chiếc bán tải Nissan Navara này là 2.5. Xe thì đầy đủ cho em là cam hành trình và cam 360, có luôn cả cam lùi khách hàng nhé. Cao dàn mát máy chính là để nói về chiếc bán tải Nissan Navara bên em đây ạ. Bộ mâm các bác nhìn này, la răng thể thao này, một dàn lốp còn rất là mới. Nói không với mục mọt các bác nhé. Em Hương zoom kỹ vào này, nói không với mục mọt. Số tự động đẹp xi nhan tích hợp ở trên hông, ốp hết cả mạ chrome ở trên phần gương này, các bác nhìn soi bóng của em Hương ở đây này. Có cam 360 được tích hợp ở trên gương này. Vì bán tải khá là cao nên bác chủ cũ cũng lắp một cái kệ bước chân lên xuống rồi. Có giá để đồ trên cao, nước sơn là màu xanh ạ. Nếu như bác nào làm ở bên công trình công trường mà hợp mệnh, hợp màu với cái một màu xanh thì nhấc máy cho em đi ạ. Cam hành trình có rồi, có luôn cả cam 360 với một cái màn hình nhỏ như này. Màn hình này chính là màn hình cam 360 trên gương các bác nhé. Điều hòa thì mát lạnh, túi khí an toàn thì trang bị cho em ở phần ghế phụ này. Và vô lăng bên bác tài một chút nữa thì em sẽ quay. Một chiếc xe bán tải hai cầu số tự động mà dưới 400 triệu, giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? Chuẩn giá của em nó là 398 triệu là có thể sở hữu rồi. Và em cũng cam kết sẽ hứa là sẽ rút hồ sơ cho khách hàng. Hồ sơ em rút sẽ không tính thêm phí nhá, mà em sẽ rút hồ sơ cho khách hàng để các bác đi về làm đỡ phải vất vả này. Trần là trần lỉ zin nhưng bọc ly lông rồi, ghế da zin đẹp luôn. Quay luôn chi tiết từng con ốc, cánh cửa, ốc bản lề này, móc khóa cửa này. Gioăng cửa thì không hề bị mục mọt hay là rách vỡ gì đâu ạ. Bút chấm sơn QC các bác còn nhìn thấy thì làm sao mà hỏng được đúng không ạ? Làm sao mà vặn xoáy gì. Riêng cái phần táp ly này là nhựa cứng, phần dưới này là nguyên bản da mềm thông hơi cho em nhé. Kệ để tay đây, chống tề mỏi tay này, có hộc cái đồ cá nhân ở mỗi cánh cửa này. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. 4 cánh cửa thì em cũng cam kết là keo chỉ zin luôn. Cái cả phần lỗ thoát nước cũng tròn xe luôn, không hề bị han hay là gì này. Gương kính thì liền đời theo xe các bác nhìn này. Xe được sản xuất năm 2014, lăng năm bánh là 2015. Gương kính liền đời theo xe, ghế da zin xịn đẹp. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi luôn. Vì là ghế da zin nên theo năm tháng thời gian sử dụng có một gì đấy một chút là hơi xuống cấp một chút thôi. Nhưng mà nhìn vẫn còn rất là chắc chắn cho em ạ. Đến người còn não hóa đúng không ạ? Đến như con gái bọn em còn não hóa chứ huống chi là xe. Được cái là máy số ngon này, gioăng cửa này, các bác nhìn này, ôm trọn xe không mục mọt này, bút chấm sơn QC đầy đủ cho em. Từng cái bấm đinh tán hay là từng con ốc nhỏ nhất thì còn đẹp như thế này. Móc khóa cửa đây. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh trên cánh cửa này, 4 cánh cửa em Hương nói rồi, keo chỉ zin. 0354602790 là số hotline của em ạ, đừng quên nhé các bác nhé. Đây. Một dàn lốp còn mới như thế này, các bác nhìn hòn sỏi này, còn ăn sâu vào như thế này. Gầm bệ thì cực kỳ sạch sẽ luôn. La răng thể thao đẹp và em này thì cũng lên thùng thấp rồi. Thùng đồ của em nó đây lên thùng thấp rồi với một đôi dây cáp cực kỳ chắc chắn như thế này. Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản này. Đây nhá, lên thùng thấp rồi. Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh là 2015. Lên hết thùng như này rồi, nếu như chưa có thùng thì các bác lại còn phải mất thêm tầm 18 đến 20 triệu tiền lên thùng nữa cơ. Nhưng đây lên hết thùng rồi. Bác chủ cũ còn độ thêm cái gì? Đây là cái bộ như cả bộ đèn led đúng không ạ? Bộ đèn led này. Thảm chống nóng giảm nhiệt, giảm tiếng ồn ở trong đây vẫn còn nhé. Một đôi thụt cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Thùng đây ạ, Nissan Navara. Ui dồi ôi, cái này nó lặng. Đây ạ, cam hành trình có, cam lùi có luôn cả cam 360. Phía sau này có cam hành trình, có cam lùi đầy đủ là các bác này. Cam lùi đây, thùng đây, quay cận cảnh thùng này. Có đèn báo rẽ trên cao ở trên kia nhá. Mở lắp thùng thì cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng mà vì với chiều cao của em thì nó hơi lặng một chút.
Đây, ốp hết cả phía dưới có cả bước chân này. Đứng góc nghiêng như thế này để các bác mình cùng nhìn nhé. Đứng góc nghiêng để khách hàng nhà mình cùng nhìn đây. Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh là 2015. Một dàn lốp mới đẹp cho em. Mã lực cực kỳ khỏe luôn. Vận tốc có thể chuyển đổi rất là nhanh. Đó, các bác nhìn này, thiết kế những cái mang giá như này rất là đẹp này. Hàng ghế thứ hai cực kỳ sắc nét. Móc khóa sáng choang, không hề một con ốc nào bị vặn xoáy này. Cam kết rồi, không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý đẹp. À, đây là cái gì đây? À, chắc là đựng một cái gì đấy con vào đây rồi. Gương kính thì auto. Keo chỉ zin 4 cánh cửa cho em ạ. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Các bác có đi gia đình này, gia đình này, công trường, công trình đều ok cho em ạ. Thật sự là quá là xuất sắc cho một chiếc bán tải dưới 400 triệu. Máy dầu 2 cầu số tự động đây ạ. Còn bây giờ thì em sẽ bước lên luôn khoang ghế lái của bác tài nhá. Quay từng chi tiết rồi quay ra ghế lái của bác tài này. Cụm đồng hồ thiết kế cực kỳ rõ ràng, vô lăng thiết kế 3 chấu này. Thời gian sử dụng thì táp ly cũng như là táp lô cũng không hề xuống xó sắc quá là nhiều vì còn rất là đẹp luôn. Nhưng vô lăng thì có hơi sần cho một chút thôi, không sao cả. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như vậy nhá. Hai cầu các bác nhìn này. Hai cầu số tự động đây ạ. Áo da có phanh tay này, số tự động đẹp luôn. Màn hình giải trí có vừa, điều mát này, điều hòa là mát đây. Đầy đủ cho em. Cam hành trình, cam lùi, cam 360 đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. 398 triệu dưới 400 triệu là có một em bán tải số tự động cực đẹp đi rồi. Một dàn lốp còn mới đẹp, gầm bệ thì không hề bị mục mọt, phanh ABS la răng thể thao, kệ bước chân lên xuống đầy đủ. Nước sơn thì màu xanh. Phong thủy của bác nào thì phù hợp đây ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ, máy móc của siêu phẩm, máy dầu số tự động 2 cầu, chiếc bán tải Nissan Navara đây ạ. Các bác nhìn cho em này. Tai đèn hai bên không hề bị biến dạng, ắc quy đẹp như thế này. Máy số cực ngon, cực đẹp luôn nha các bác nhé. Này. Trời ơi, tầm nhìn của chiếc bán tải này nó phải ngang với chiếc container. Đứng trước đầu xe để quay khách hàng nhà mình nó cao lên ngang người em như này cơ mà. Mở mãi mới là mở là lắp cabo ra. Đúng là một con trâu mà. Động cơ trang bị 2.5, cái thảm chống nóng giảm nhiệt tiếng ồn này cũng còn này, keo chỉ zin, nắp cabo này, nút bấm đinh đán này, bấm đinh đán này, tích cơ này còn đẹp như thế này. Phanh ABS đây các bác nhé, đầy đủ cho em rồi, máy số thì cực ngon luôn. Nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được sở hữu chiếc bán tải Nissan Navara bên em ạ. 398 triệu đời 2014, đăng ký lần đầu là 2015, số tự động, máy dầu 2 cầu đẹp cho em nhé. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sau video này em up lên thì sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng nhà mình. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá livestream cũng như vào những buổi review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.